Chào các bạn đã cùng nhau quay trở lại với kênh YouTube của Tài Phiền Tech. Ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái bộ PC, à không, chính xác là một cái case máy tính. Mình đang test ở đây con i5-13500. Chắc tầm ngày mai á, chắc mai sẽ có clip để review và nói về con này. Tại vì mình đang test điện với lại nhiệt của nó. Thì hiện thời nó chưa phải là chủ đề chính trong ngày hôm nay. Cái chủ đề chính ngày hôm nay là các bạn thấy cái case máy tính của bên mình không? Mình không có review cái bên trong mà mình muốn review cái vỏ case bên ngoài. Cho nên một cái vỏ case rất là ấn tượng của Cooler Master với cái tên đó là TD500S. Nó giống như kiểu là các bạn sẽ thấy là những cái hình đa giác ở bên ngoài của khung case nè. Rồi cái phần kính của nó cũng có những cái điều rất là đặc biệt. Và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cái trải nghiệm của mình sau khi mà lắp xong cái case máy tính này. Nói trước về một số những cái điểm sáng của cây máy tính Cooler Master TD500S này á, là các bạn có một cái case máy tính với mức giá hiện thời mình thấy nó khá là ok. Nó rơi vào khoảng là 2.3 triệu tùy shop nha. Cái giá này đang check giá tổng của toàn thị trường thôi. Thì nếu như các bạn build ở tay tech thì cái giá nó sẽ rẻ hơn chút xíu. Rồi, về cái case này nó còn có một cái đặc sắc, đó chính là các bạn sẽ được tặng kèm ba cái fan ARGB ở ngoài trước luôn. Và nãy giờ là mình cũng đã có test rồi, thì khi mà nó chạy max fan thì cái độ ồn của nó cũng nằm ở mức khá là vừa phải. Nên là khi mình sử dụng mình thấy là nó ok. Và cái case này Cooler Master họ làm ra với một mục đích á, là tất cả mọi thứ hướng về airflow. Như các bạn đã biết rồi á, thì cái fan, tức là cái quạt ở trên máy tính á, thì sẽ chia làm hai cái loại chính. Một á, là airflow và hai là air pressure. Air pressure là những cái fan mà nó dùng giống như kiểu là tạo ra những cái áp lực gió nén để làm mát ở một điểm duy nhất thôi. Chẳng hạn như là fan CPU hoặc là fan RAT nè, hoặc là fan VGA thì nó sẽ thường là air pressure. Còn những cái con này nè, đây những con fan case thì nó sẽ là airflow, để nó đưa cái luồng gió tốt nhất có thể. Và khi mà mình đặt tay lên trên cái tấm lưới đằng trước rồi nè các bạn, wow, nó mát lắm, tức là nó đang đưa cái gió mát từ ở trong cái không khí môi trường vào bên trong. Và khi mà mình đưa tay lên trên những cái nơi này, mình cảm nhận được cái nhiệt độ nóng đang tỏa ra, tức là cái phần mà đưa gió mát đi vào và đưa gió nóng đi ra, cái case này nó làm rất là ngon. Và một cái hay nữa đó chính là Cooler Master khi mà họ tặng kèm ba cái fan này cho các bạn á, thì nó cũng có thể sync rất là ngon thông qua các cái hệ thống mainboard hiện thời đang có. Như ở đây mình đang xài một con main của RG, nó sync với lại cái phần Armory Grid rất là ngon luôn. Đây mình chỉnh led thử cho các bạn coi ha. Mình đang để Rainbow ha, bây giờ mình sẽ để qua Starry Night. Đấy. Nhìn mịn ha. Mình đang cũng đi với một cái tảng Flux 360 luôn. Hôm sau mình sẽ làm review luôn cái tảng này cho các bạn coi. Cái tảng này nó có một cái hiệu suất rất là tốt nè. Rồi breathing, tức là nó là hơi thở. Rồi stropping. Đây. Music ha, cái này thì không có bật nhạc nên nó không có. Color cycle. Đấy. Mình thấy là cái fan này được một cái là nó có một cái độ sáng rất là cao nha các bạn. Đây nè, độ sáng cao và nó có một cái airflow tốt nữa. Nên là khi mà mình cảm giác là cái fan tặng kèm của Cooler họ cho các bạn đi kèm cái case này cũng đã rất là ngon rồi. Và các bạn có để ý là ngay cái phần thiết kế của cái case này nó tạo ra những cái hình đa giác. Nó không phải là tam giác hay là tứ giác hay lục giác, nó là đa giác. Tại vì nó sẽ không có thêm một cái nguyên tắc nào hết và nó cứ lồi lõm. Và ngay phía đằng trước các bạn có một số những cái cổng IO tiêu chuẩn nè. Hai cổng USB 3.0 Type A. Các bạn có một cái cổng để mà reset máy nè, và hai cái cổng audio, một cái nghe và một cái mic. Thì mình thấy là nó cũng tương đối đầy đủ. Hơi đáng tiếc là nó không có được cổng C. Sau này thì mình thấy là case máy tính có một số những cái case đời mới á, nó có hỗ trợ thêm cả cổng C nữa. Mình thì mình thích cổng C hơn, tại vì mỗi lần không lẽ giờ muốn ghim cái vải ra ngoài sau cái men đúng không, nó hơi chán. Thì nếu mà nó có cổng C nữa thì có vẻ là ok hơn. Nhưng mà cái phần nội thất bên trong của cái case này các bạn coi nè, nó rất là đã luôn. Đây là một cái case máy tính kiểu chuẩn luôn của những cái phần linh kiện cả mới cả cũ. Các bạn sẽ được tặng luôn một cái phần hub như thế này của Cooler Master. À, họ cho kèm luôn để các bạn có thể sync những cái dây led nè. Đó, rất là gọn gàng nha. Và các bạn có được cái học để HDD ở dưới này ha. Tức là các bạn có thể sử dụng với những cái cấu hình mới lẫn cũ. Và nó có luôn cả những cái mút cao su như thế này nè, để các bạn có thể giấu dây rồi đi dây ra vô, nó cũng đỡ bị bám bụi vô trong cái phần linh kiện bên trong của anh em. Thì mình thấy là cái phần khoang này á, nó là một cái khoang đủ đồ chơi, các bạn không cần phải mua gì thêm. Và mình thấy như vậy là đủ rồi nè, như vậy là ok rồi nè. Các bạn có thể lắp thêm những cái SD SATA ở đây, hoặc là các bạn có thể muốn gắn gì đó, thì mình thấy cái hộc này nó đủ lớn để anh em có thể lắp thêm. Bây giờ thì mình sẽ gỡ cái lớp kính cho các bạn coi. Mình thích cái màu phối ở trên cái case này, tức là nó có hai tông á, một là tông trắng và hai là tông xám. Các bạn thấy là cái kính này nó cũng làm hơi xám xám ha, nó không phải là màu trắng. Đấy, trắng nè và xám đó, nó tạo ra một cái cảm giác nó khá là vui mắt, nó không có bị nhàm chán nữa. Nhưng mà nó phối màu trắng hết luôn thì nhìn nó không có hay. Đấy. Mở ra cũng dễ ha. Và đây, cái này là cái mình muốn nói một chút nè. Ở trên cái kính này các bạn sẽ thấy nó được cắt xẻ một số những cái hoa văn. Đấy, cái này là hoa văn nè các bạn ha.
thì khi các bạn tháo cái lớp shield này ra các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp. Bên trong á, thì đây là một cái case mid tower, nhưng mà các bạn thấy là nó khá là lớn ha. Ở đây mình để những cái con men với cái size tiêu chuẩn, và các bạn có những cái bộ tản nhiệt nước với rack 360, nhưng mà nó vẫn có thể fit rất là vừa với cái case này. Ngoài ra nó vẫn còn dư một cái phần lõm ở ngay chỗ này đây. Cái này, cái phần lõm này nó sẽ giúp cho các bạn có thể gia tăng thêm cái airflow lên trên cái máy tính của anh em. Đấy, nó sẽ đưa gió như thế này ha, cái fan thứ ba nó sẽ đưa lên trên này. Đấy, nó sẽ giúp cho các bạn có thể tái tạo thêm cái phần gió mát ở trong cái máy tính của các bạn. Case này á, nó đáng lý ra là phải đi cùng với một cái bộ nguồn Cooler Master luôn. Nhưng mà do hồi nãy mình hấp tấp quá nên là mình đang chưa có chờ được cái nguồn về. Vào các ngày tới á, thì mình sẽ định review lại cho các bạn một cái cấu hình là full Cooler Master, tức là cả case nè, cả tản nhiệt nè, rồi cả nguồn nè, thì nó sẽ đẹp như thế nào. Và hôm sau mình sẽ làm cho các bạn coi một cái clip giống như vậy. Và ở phần mặt sau này á, thì nếu đúng ha, thì nó nên có thêm một cái fan để mà hút ra ngoài nữa, thì chắc chắn là cái giá trị làm mát của nó sẽ càng cao hơn nữa. Nên nếu như các bạn có lắp đặt á, thì các bạn cũng nên lắp thêm một cái fan ở đây. Mình nghĩ là với cái con này thì các bạn thấy không, cái rack nó đang chiếm ở khoảng nhiêu đây, nên là mình lắp một cái fan cỡ 120 thôi, nhỏ nhỏ thôi, nó lắp ở đây là nó cũng đủ rồi, nó đủ để lấy cái gió nóng ra ngoài. Thì mình có test qua với một cái cấu hình là i5-13500 và RTX3060 ở trên cái máy này. Thì mình có thể thấy được rằng là cái nhiệt độ hiện thời nó đang rất là mát. Đương nhiên cái chuyện mát ở đây nó không phải là chỉ bởi vì CPU nó ăn ít điện ha. Con CPU này hiện tại đang ăn khoảng 135-37W điện, thì nó chưa phải là một cái mức mà nó quá nóng. Nhưng mà khi mà mình test ở trong cái điều kiện này nè, và khi mình đóng nắp case như khi nãy á, thì cái nhiệt độ của CPU nó chỉ rơi vào đâu đó là khoảng hơn 60 độ C thôi. Cho nên là ok, cái này nó mát là mình hiểu, nó là rất nhiều lý do, nó không chỉ là do cái cây, nhưng mà cái cây cũng góp một cái phần không nhỏ trong cái chuyện là tạo ra một cái luồng gió mát và tốt dành cho chính cái hệ thống này. Ok, và đây là cái bài chia sẻ nhanh của mình về cái vỏ máy tính Cooler Master Masterbox TD500S. Đây là một cái vỏ máy tính mà mình thấy là cái thiết kế của nó khá là ok, tức là nó lạ lạ, nó không có phải là một cái size mid tower tiêu chuẩn. Rồi các bạn cũng có được một cái thương hiệu tốt từ Cooler Master, họ có 30 năm kinh nghiệm rồi các bạn. Và kèm thêm á, là cái cây này mình thấy nó đầy đủ đồ chơi luôn. Các bạn có tất cả mọi thứ như là fan ARGB nè, công suất tốt nè, độ ồn thấp, và kèm theo là một cái hub fan ngay từ phía sau được đính kèm ở trong chính cái case này. Nên là nếu như mà các bạn muốn lắp đặt mọi thứ thì nó quá dễ dàng. Và cái case này nó cũng đủ lớn để anh em có thể gắn được những cái linh kiện mà nó hơi to bản ha. Thì mình thấy đây là một cái case khá là ổn, để các bạn có muốn chơi thì các bạn cũng thể có thêm một cái sự lựa chọn để mà cân nhắc. Ok, cảm ơn các bạn, và đừng quên là mình sẽ sống video vào lúc 9:30 hàng ngày. Ngày mai sẽ là một cái video nói về cái con SD có một cái mức giá rất là hợp lý, nhưng mà cái tốc độ rất là nhanh nha, là con WD-SN570. Ngày mốt mình sẽ trả cho các bạn cái video review về con CPU i5-13500 này. Và ngày tới nữa sẽ là một cái KBC Full Cooler Master. Mời các bạn đón xem.